Nhằm giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, thành phố Hà Nội sẽ khởi công xây dựng hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng với đường vành đai 2,5 vào ngày 10 tháng 10 tới đây. Dự án có quy mô 4 làn xe với tổng chiều dài hầm và đường dẫn khoảng 890m theo hướng đường vành đai 2,5. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu, cách vị trí giao cắt với quốc lộ 1A khoảng 460m. Đoạn qua hầm tổ chức giao thông mỗi chiều 2 làn xe, rộng 3,5m một làn. Đoạn ngoài hầm tổ chức giao thông mỗi chiều 3 làn xe, rộng 3,5m một làn. Đường gom dọc hai bên hầm phía phố Định Công không giao cắt với đường Giải Phóng. Bố trí nhánh vòng quay đầu trên đỉnh hầm. Đường gom dọc hai bên hầm phía Kim Đồng giao cắt với đường Giải Phóng. Bố trí nhánh rẽ vòng quay đầu trên đỉnh hầm. Các tuyến đường gom dọc hai bên hầm, các nhánh rẽ phải tổ chức 2 làn xe. Tổng giá trị dự đoán phê duyệt gần 600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện 2022 đến 2025.